Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các hiền đệ. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ để mọi người được vui cái bụng. Chiếc đài Panasonic có model RX-EIS-25 đã có địa chỉ để hành quân. Thế là chiều ngày hôm nay cái chiếc đài này là chiếc đài thứ 5 đã được các thượng đế Trần Văn Chốt. Và địa chỉ của chiếc đài này là ở Yên Phong, Tiên Phong, Yên Trung, Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên. Đấy. Và sau đó lại có một thượng đế ở thủ đô Hà Nội, ngài đã chốt bánh tì của đài Sony CFS715 đấy, với lại 3 cuộn băng cassette. Đúng là hôm nay là một ngày rất chi là đẹp nha. Hôm nay là ngày mà gọi là lão nông rất chi là phấn khởi ở cái chỗ là những cái sản phẩm đạt về tiêu chí kỹ thuật mà đã được gửi tới coi như thế là các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam nha. Đấy. Một lần nữa cho Khang Audio 18 Bình Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc cùng với lại lời chúc tốt đẹp nhất tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Còn bây giờ, mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Panasonic có một mức thóc là 280.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Chiếc đài này chỉ có để nghe radio thôi. Băng sóng, phần băng cassette là Trần Văn Tịt rồi, phần đĩa CD cũng Trần Văn Tịt rồi. Phên vỉ thì chiều hôm nay có một cái video để mời mọi người xoay các thứ rồi nha. Đấy. Có cái ngoại hình của nó thì nó cũng tương đối là mới, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái hình dáng của nó cũng độc dị lạ nha. Đài này chạy điện 220V. Đấy. Bây giờ mình test hoạt động của nó. Cắm điện vào thì lúc nào nó cũng có cái đèn này, cái đèn báo nguồn này. Đấy. Còn lúc nào mình nghe thì mình gọi nguồn. Đây, nguồn mềm mà. Đây là công tắc nguồn. Ấn phát là lên ngay này. Đấy, ấn phát lên ngay này. Đấy. Sinh năm 1933, nay đã 90 tuổi. Đấy. Và tác giả trẻ tuổi nhất là một hội viên phụ nữ, năm nay 20 tuổi. Kết thúc đợt phát động, ban tổ chức đã nhận được 106 tác phẩm dự thi của 96 tác giả trong cả nước. Trong veo. Hầu hết các tác phẩm dự thi đều được đầu tư rất nghiêm túc về chất lượng. Trong như nước mưa. Đã có 67 trong tổng số 106 tác phẩm được hòa âm phối khí và thu thanh. To nhỏ đây nhá. Này chứng tỏ các tác giả to này. Rất tâm huyết, dành nhiều tình cảm cho cuộc thi. Các tác phẩm đã thể hiện đúng chủ đề, nội dung, yêu cầu của cuộc thi. Bé này. Đề tài phong phú, ca ngợi nét đẹp nữ quân nhân trên các. Đấy, bé này. Đấy. Bây giờ to lên nhá, to lên này. Tất cả những điều đó đã tạo đấy. Nên những tác phẩm cuốn hút người nghe như nó chúng nó nói thì cũng là gọi là ba gian nhà và bảy cái gian bếp nghe thấy là cái chắc chắn. Có lẽ đây là lần tổ chức bây giờ dò sóng nhá. Đầu tiên về truyền thống sóng ở trên này này. Đúng vậy. Đồng chí có thể bày tỏ cái niềm tin tưởng sẽ có được một ca. Đấy, dò sóng này. Auto tuning đấy, dò sóng tự động. Đấy. Đấy, nó đang hát là phải chạy ngay vì nó phạt vào bản quyền. Ít chị em tự dệt áo, quần để mặc vào đấy. Những dịp lễ Tết. Trước đây thì là bọn em khi mà bọn em chưa làm thành một cái cụm nhóm thì là bà con ở đây, người dân ở đây thì là các chị em cùng nhau làm quần áo trong cụm, là mình vẫn tự làm, tự may, tự thâu đấy. Nhưng mà bọn em chỉ với cái mục đích đó là làm để mình mặc vào những cái ngày dịp tế hội. Có những thời điểm nghề dệt. Rồi. Rồi sóng tự động. Công liền lấy cây cổ đánh lại và đập trúng đầu thiệp. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Rồi thì này. Đến sáng nay. Đấy, đang chạy này, đây che này đi mới nhìn rõ này này. Tần số của nó lên đến 108 MHz. Đấy, 102 này. Chưa. Thế thì để tôi đấy, sẽ mạch lạc hỏi này. Luôn nhá. Vâng. Đấy. Có hay bị rối loạn tiêu hóa không? Rối loạn tiêu hóa là vớ vẩn là té re ấy. Trả lời đi. Về vấn đề này thì Tuấn Hiệp có thể khẳng định chắc chắn ra Ngọc luôn là tất cả chúng ta dù già hay trẻ, dù lớn hay bé thì đều dễ bị rối loạn tiêu hóa. Đấy. Mà không chỉ một hai lần đâu mà còn rất nhiều lần và thậm chí là mặn. 102,7 đấy. Tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thức. Ôi, nó đang hát là phải chạy ngay. Thưa tớ không xuân với sửa truy lỉ. Đấy, thế này nhìn rõ không? Đấy, che cái bóng điện đi, đây nhìn thấy rõ này. Đây,
Che cái bóng đi nhìn rõ đấy. Về xuất phát từ 88 đấy nhá. Dân tộc mình đều rất tự hào về bước đi mới của nghề dệt thổ cầm ở Sóng Sưng. Thời gian ba mất đấy, thì đi nhặt ve chai, nói chung là lòng mình rộn rã muốn. Nữ quân đội rạng rỡ trang sử vàng và truyền tải được mạnh mẽ thông điệp cổ vũ động viên phụ nữ quân đội nhân dân Việt Nam rèn luyện trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái, xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới. Xin cảm ơn những chia sẻ. Em chắc là không bắt được. Em là ít cái đài bắt được lắm. 612 không bắt được. Em không bắt được, chỉ có bắt được em thôi nhá. Dân phụ nữ. Nó lại hát rồi, Nước ấy thì người ta cắm xong người ta còn mua những cái gói thuốc. Hiện nay chúng tôi đã đóng thành gói ấy, có thêm thu nhập. Như tháng riêng vừa rồi ấy thì thu vào tầm khoảng độ 6-7 triệu. Trước đây ông Minh thường tranh thủ đi xây để có thêm thu nhập. Nhưng từ ngày nhu cầu tắm thuốc của du khách tăng cao, ông đã nghỉ đi xây để tập trung phát triển nghề truyền thống, quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào Giao Tiền. Trước đây mình không có du lịch đến thì không biết lấy gì là thu nhập, còn phải đi xây này, rồi các kiểu, cũng làm nhiều nghề lắm. Thế nhưng bắt đầu từ cái ngày có du lịch là bắt đầu là thôi, không đi xây nữa, ở nhà thôi, tập trung vào việc làm thuốc, phục vụ khách. Tại xóm Ké, xã Hiền Lương, nhờ du lịch cộng đồng phát triển, những nếp nhà của cha ông, đường nét hoa văn trên tấm thổ cẩm hay các điệu múa, câu hát mang đậm hương sắc núi rừng của bà con dân tộc Mường mới được giữ gìn và khởi sắc, như chia sẻ của bà Đinh Hải Luyên ở xóm Ké. Từ khi có du lịch cộng đồng thì là bản sắc dân tộc được phát huy hơn ạ. Bởi vì là cũng có một thời điểm là nó cũng gần như là mai một. Thì trước đây chỉ có các bà già thì mới hay mặc váy áo nặng lắm đây, nặng lắm. Còn đài, nặng lắm thì là cứ than dễ là cứ hay mặc cái quần áo bình thường như người kinh rồi. Còn bây giờ chị em cũng nhiều cái bộ đẹp hơn phục vụ cho ngày đài, nặng lắm. Ngày Tết rồi những ngày bình thường đi họp rồi là đi văn nghệ này là chị em mặc váy áo dân tộc. Tắt này. Tắt là phải giữ một tí thì nó mới tắt nguồn đây. Đấy, phải giữ nó một tí thì nó mới tắt. Cái kiểu của nó là như vậy nhá. Nhưng mà cái đèn báo lúc nào nó không có. Giờ muốn nó lên thì lại bật vào đây. Rất chi là nhạy đấy, lên ngay. Gìn giữ phát triển đấy, nghề dệt thổ cầm và dịch vụ tắm thuốc nam của người Giao Tiền, hầu như ai cũng nhắc đến tên chị. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng chị Hảo là người địa phương. Nhưng đấy, bé này. Nói chung là đang hoạt động tốt, không có trục trặc mà cái gì cả, không có một cái khuyết điểm gì cả. Nó chỉ có mỗi cái khuyết điểm là thóc nó thấp đi. Trong việc phát triển du lịch cộng đồng, chúng ta cùng biên tập viên VOV2 trò chuyện với chị. Xin chào chị ạ. Chị chia sẻ gì nó còn chỉnh, khi mà equalizer ở trên này này. Chị là người con của Hòa Bình ạ. Thật ra là em cũng được nhận được rất nhiều các nhận xét, cũng hỏi em có phải là người Hòa Bình không. Và đây. Chị dạy thông sáo rồi hiểu cộng đồng như này thì là người dân ở địa phương ở đây. Nhưng thực tế đây thì em qua, không phải biểu thị là tần số quê đây ở Hòa Bình. Em quê ở Kim Bảng, Hà Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội thì em về Đà Bắc làm với vai trò là cán bộ ban quản lý dự án và gắn bó với cả Đà Bắc Hòa Bình từ những năm 2012. Không phải người con của Hòa Bình nhưng mà chị lại dành nhiều tâm huyết và công sức cho cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa của bà con nơi đây. Thì hẳn là chị có lý do. Tại sao em lại gắn bó với cả Đà Bắc Hòa Bình được lâu như thế? Thì em cũng nghĩ là đây là mình là một cái cơ duyên thôi. Vì sau khi ra trường về Đà Bắc thì lúc đó Đà Bắc là một huyện rất nghèo và rất là khó khăn. Giao thông thì đi lại cực kỳ khó. Cái thứ hai là bà con ở trên khu vực Đà Bắc Hòa Bình tập trung chủ yếu là người dân tộc. Và những cái vùng dự án mà em làm thì là người Mường, người Giao. Và họ bị ảnh hưởng khá nhiều về việc di chuyển lòng hồ sông Đà. Bà con... Kho nhiên liệu ở thủ đô Jakarta của Indonesia làm ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và buộc hàng trăm cư dân phải sơ tán. Ngọn lửa bắt đầu sau 8 giờ tối địa phương tại kho nhiên liệu của một công ty. Mà
màn hình rất đẹp nhé. Ôi nó hát. Nó hát là phải chạy ngay, không chạy là nó phạt vào bản quyền. Đấy, đến lại hát tiếp này. Bản sảnh biên phòng bộ đội thường xuyên hướng đăng địa chính phủ xin yến xin sự. Tắt này. Ấn giữ tí nó mới tắt. Đấy, từ từ nó mới tắt. Thôi xin phép dừng clip vào đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.